Mến chào quý khán giả đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Sau mấy hôm mình đi vắng thì hôm nay mình lại tiếp tục cái công việc mở lại cái tuyến đường này giúp cho cháu Xính. Đây, bây giờ mình sẽ mở thấp từ dưới chỗ cái chân dốc này, mở ngược lên trên này. Hôm nọ thì mình mới mở thoai thoải được một chút thôi bởi vì không có thời gian, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ phải mở sâu xuống, hạ thấp hẳn cái đoạn đường trên này xuống này. Chắc là cũng mất tương đối nhiều công đấy, nhưng mà thôi, đằng nào cũng làm thì làm một thể, cũng mất mấy ngày thôi bởi vì thời gian này là chưa đốt nương để dồng quế được. Và mình cũng tranh thủ làm cái đường này cho xong để khi trồng quế xong rồi mình còn tiến hành sang giúp ở hai ông bà già ở bên chỗ đường dốc Tà Mò nữa cơ. Này mình mở dây ít thôi, nhưng mà lên trên kia thì phải cuốc nhiều. Dưới này mình cũng cuốc lươn lươn thôi. Đoạn đường này bây giờ có thể mở rộng ra được rồi. Đoạn này thì bây giờ mình cứ mở đến đâu được là được hoàn chỉnh luôn đến đấy. Sau đó chứ nếu không thì sửa lại thì rất nhiều công.
Đây các bạn ạ, đoạn đường đầu tiên là mình đã hoàn thành gọn gàng rồi. Thế bây giờ mình chỉ phải làm đến đoạn nào là mình cho nó sạch sẽ luôn, chứ không để bôi dài dài ra là mệt lắm. Bây giờ đoạn đường này thì mở tương đối được rộng rồi, bởi vì càng hạ thấp xuống thì đường nó càng rộng ra. Mà đoạn này cũng phải hạ thấp thì nó mới đảm bảo được, vì nó dốc và cua. Đoạn dưới kia thì hôm nào rỗi thì mình cũng phải sửa lại, đào vào khoảng độ 30 phân nữa vào trong bờ tường nữa cơ, vì thì đoạn nó hẹp quá.
Đấy các bạn ạ, chỗ cái đoạn trước là có hai cây thông vướng chỗ kia kìa. Thì một cái cây bên này thì hôm nọ nó thật sự là cháu Xính đã đào cái gốc nó hơi sâu xuống một chút. Vì cái cây này nó nghiêng rất là nhiều, cái rễ nó nông mà. Nên đào sâu xuống chút thì hôm vừa rồi ấy, là gió đã làm nó lật đổ ra ngoài đi rồi. Thế thì bây giờ Đông Hải đã mở lại được con đường, chỗ này nó rất là rộng và thẳng. Thế từ nay thì đoạn này sẽ không bao giờ còn lo là nguy hiểm nữa. Bây giờ mình đã làm lên được đến một đoạn trên tương đối cao rồi.
giờ cũng tương đối muộn rồi, mình sẽ làm nốt cái chỗ này rồi mình nghỉ, rồi còn tắm giặt nữa. Cũng còn may là chiều nay thời tiết đó, nó tạnh mưa, nó chỉ âm u tí thôi, nhưng mà hôm nay có vẻ như kiểu nó dở dời ấy. Nó chưa đổ được trận mưa rào to thì chắc là nó chưa yên. Đoạn đường này thì giờ mình mở tương đối rất là đẹp rồi. Buổi chiều nay thì mình cũng tranh thủ ra để mình làm được cái khu vực này. Lúc mệt nhất là cái vấn đề coi như giải quyết được cái cây này. Đấy, bây giờ nó lật được ra bên này thì đường mới mở được rộng và được thẳng ra. Đấy, và như thế này thì sẽ trên cũng không cần phải cuốc sâu quá nữa. Vì lý do đường nó đã thẳng rồi, mà rộng rồi thì lại không phải hạ thấp nhiều nữa. Nên mình chỉ hạ cho lươn lươn này thôi. Đấy, thì đoạn đường này bây giờ là rất là rộng và thẳng tưng luôn. Thì trên kia mình chỉ cần hạ sâu khoảng độ 50 phân thôi. Chỗ cao nhất cái độ 60 phân thôi, thì là sẽ đảm bảo đi rất dễ dàng rồi. Và không có gì là nguy hiểm nữa. Đấy, cái khu vực kia này thì chỉ cần hạ xuống độ 5-60 phân nữa. Như trước là dự trù là phải hạ 1 mét, hơn 1 mét cơ. Vì lý do là nó vướng ở chỗ đoạn này. Nhưng mà bây giờ mình đã nắn thẳng tưng rồi. Thì không phải cần phải hạ thấp quá nữa. Hạ thấp thì rất nhiều công. Nên mình cứ hạ vừa phải thôi. Cứ đảm bảo độ an toàn là được. Thì khi xong rồi thì cái đoạn phía bên dưới cây thông dưới kia thì mình sẽ lại mở rộng thêm quãng độ 3-40 phân nữa. Thì là đường rất là đẹp rồi. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Đồng Hải nghỉ ngơi thì về tắm giặt đã.